Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, ông Phạm Văn Bình sinh năm 1974, đã có những mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực trong việc kết nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Do đó, người dân dễ dàng bày tỏ ý kiến và kiến nghị của mình. Nhiều vấn đề bức xúc của bà con cũng được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Nhiều mô hình kết nối Zalo, dân hỏi, chính quyền trả lời, dân khó khăn, mặt trận và chính quyền hỗ trợ. Người dân có những vấn đề thắc mắc phát sinh chỉ cần nhắn tin trên nhóm Zalo của khu phố sẽ được giải quyết ngay. Sau hơn 1 năm hoạt động, đã có hơn 200 lượt ý kiến kiến nghị của người dân được tiếp nhận, giải quyết, chủ yếu liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm môi trường, việc chăm lo cho các hoàn cảnh còn khó khăn. Quý vị, những người cán bộ làm công tác mặt trận là những người đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động. Họ không chỉ là những người làm công tác về chính trị mà còn là những người bạn, người đồng hành cùng với bà con nhân dân. Và để hiểu hơn về những hoạt động hay là mô hình cách làm sáng tạo của người cán bộ mặt trận Phạm Văn Bình thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với anh. Anh có thể chia sẻ gắn bó với công tác mặt trận nhiều năm như vậy thì không biết là niềm vui lớn nhất đối với anh là gì ạ? Mặc dù mình chỉ góp sức một cái phần rất là nhỏ thôi, cùng cả hệ thống chính trị của địa phương, đảng, chính quyền, rồi các đoàn thể chăm lo hỗ trợ cho người dân, thì cái niềm vui lớn nhất của mình ấy đó là thấy những cái hoàn cảnh yếu thế này, người ta từng bước người ta vươn lên thoát nghèo. Và trong thời gian công tác vừa rồi ấy, thì cái niềm vui thứ hai đó là nhận được cái sự chỉ đạo rồi hỗ trợ của đảng, của chính quyền, hệ thống mặt trận các cấp và sự đồng hành của các cái tập thể, cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn và các cá nhân mạnh thường quân hỗ trợ chung tay với mặt trận Tổ quốc để chăm lo cho những cái đối tượng yếu thế trên địa bàn. Thời gian qua thì mặt trận của phường mình có rất là nhiều mô hình và cách làm hay sáng tạo. Để những điều đó tiếp tục được duy trì và phát triển thì không biết là thời gian tới anh tiếp tục có những hoạt động như thế nào ạ? Khó khăn nhất trong cái công tác của mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là công tác an sinh xã hội ấy, đó là do đặc thù địa bàn phường Tân Phước có tập trung nhiều cái khu công nghiệp, cảng biển, do đó các cái lao động tự do, di dân tự do ấy, đến địa bàn phường ở trọ, lưu trú, làm cái lao động phổ thông ấy khá nhiều, do đó là các hộ khó khăn trên địa bàn thì luôn phát sinh, đòi hỏi là mặt trận Tổ quốc phường phải tăng cường hơn nữa cái công tác an sinh xã hội. Trong thời gian tới thì mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục nhân rộng những cái mô hình đã đạt hiệu quả. Bên cạnh đó thì cũng cố gắng bằng cái nhiệt huyết của mỗi anh em trong ban thường trực mặt trận sẽ tiếp tục thực hiện định hướng theo cái mô hình đó là mình tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền để vận động tạo cái nguồn để hỗ trợ sinh kế cho các cái gia đình nghèo, gia đình khó khăn để những cái hộ gia đình này sẽ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Sâu sát đời sống của từng hộ gia đình, ông Bình thường xuyên cùng các khu phố, tổ dân cư đến thăm các hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Như gia đình chị Vương Thị Thiêm, 48 tuổi, ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, là hộ vừa mới thoát nghèo. Căn nhà của gia đình trước khi lụp sụp tạm bỡ. Nắm bắt tình hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động các mạnh thường quân là công ty doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn, hỗ trợ trao tặng cho gia đình chị Thiêm căn nhà đại đoàn kết khang trang hơn. Từ đó giúp gia đình chị an cư lạc nghiệp, cuộc sống dần cải thiện hơn. Làm ăn thì công việc nó bấp bênh không có thường xuyên. Mà ba cháu lại đi học hành nữa, rất là khổ cực. Thì nhờ chính quyền đồ thứ các cấp đồ thứ thương, 2 năm trước thì cho cái sổ nghèo. Qua năm 2023 giúp đỡ cho căn nhà mới này. Từ hồi có căn nhà này, vợ chồng tôi đỡ no lắng khi mưa về rồi bão gió. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước cũng đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho địa phương. Cụ thể đã vận động được số tiền hơn 5 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hơn 990 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo, xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết và vận động trao sinh kế cho 13 hộ gia đình với số tiền 104 triệu đồng. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thì đồng chí Bình phát huy được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường là cái chức năng giám sát và phản biện
Bên cạnh đó là quan tâm tới góp ý xây dựng chính quyền và chăm lo cho công tác an sinh xã hội của phường. Ghi nhận những đóng góp của ông Bình, ông nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đặc biệt, năm 2022, ông vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen vì đã có những thành tích nổi bật trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Cùng với mọi người, ông Bình đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Tân Phước ngày càng giàu đẹp, phát triển hơn.